Xin chào tất cả những Bioni Việt Nam và cũng xin chào đến tất cả các Bioni của toàn thế giới. Hello everybody Bioni. Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu một người những thông tin thú vị về đồng bi. Nội dung video này như sau. Tên video, Bico Team cập nhật tin tức danh sách kiểm tra mainnet đã được tối ưu hóa trên Twitter của họ. Bico Team update news mainnet checklist has been thì Mason on the Twitter. Thì mục đích của mình làm video mình có hai ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Việt. Mục đích của mình là muốn uh, hướng đến có đối tượng là khắp nơi trên thế giới chứ không riêng về Việt Nam. Nên có một ý kiến cho rằng là tại sao mình dùng tiếng Anh trong khi mình không có giỏi tiếng Anh. Nên các bạn thông cảm vì đó là cũng là cách để mình tiếp cận với đối tượng những người xem như vậy là đây là tên của video và nội dung video, có những cái thông tin như sau thứ nhất là ví bê chính thức đạt 100.000 người dùng nội dung thứ hai tôi đã nhận được 30 đơn xác thực cây trong 1 giờ 12 phút dung cuối cùng bigo team cập nhật tin tức về tối ưu hóa danh sách kiểm tra mainnet trên twitter của họ chúng ta đi vào nội dung đầu tiên là trên Twitter Baychain Việt Nam có dòng trạng thái như sau. Tiệc với Baychain Mall chính thức đọt 100.000 người dùng. Phần thưởng khai thác hôm nay vào ngày 10 tháng 6 năm 2004 sẽ là 0,14XXX đô Baychain Mall. Thì trên Twitter của Baychain Mall Việt Nam, họ đã cập nhật thông tin là đã, với Baychain Mall đã đọt được 100.000 người dùng. Như vậy đây là cột mốc rất là thú vị thể hiện được là các billionaire họ quan tâm đến cái hệ sinh thái Bitcoin Mall như thế nào. Họ rất quan tâm. Đến hệ sinh thái Bitcoin Mall Việt Nam nó riêng và Bitcoin Mall quốc tế nói chung. Và đây sẽ là một cái hệ sinh thái để chúng ta mua sắm bằng đồng tiền bi trong tương lai nếu bi chuyển qua giai đoạn open mainnet mở. Thì nếu chúng ta thấy cái thông tin nào hay hãy cho mình lượt like, lượt subscribe, đăng ký kênh bản thân thì cũng rất là vui mừng khi uh, những cái video của mình trong thời gian gần đây được sự ủng hộ, được sự uh, quan tâm đến tất của tất cả các pioneer Việt Nam cũng như các pioneer của thế giới. Và mình hy vọng rằng kênh uh, B Network New Desk sẽ là nơi để chúng ta giao lưu và lan tỏa bi đến cộng đồng pioneer Việt Nam cũng như pioneer thế giới. Chúng ta đi vào thông tin thứ hai. Đây là cái thông có hình ảnh để mình chứng rằng là có một hơn 100.000 người dùng hoạt động ở cái ví Bitcoin Mall. Tổng số dư của ví Bitcoin Mall là là 8 Bitcoin Mall đây là một trong những cái tài khoản dùng với Bitcoin Mall. Chúng ta đi vào thông tin thứ hai. Đây là một cái ví dụ cho mọi người biết là trong ngày hôm nay tôi đã bản thân mình đã nhận được 30 đơn xác thực KYC từ khoảng thời gian là 15 giờ 04 phút đến 16 giờ 16 phút tức là trong 1 giờ 12 phút thì mình nhận được 30 đơn ba mươi đơn xác thực KYC và mình đã xác thực thành công 29 đơn. Như vậy chúng ta thấy là trong thời gian gần đây trong thời gian gần đây thì việc Mà chúng ta nhận nhiều đơn sắc thật Coi C đã chứng tỏ rằng đội ngũ của tim đã đoán tìm cách để nâng số lượng Coi C. và trước cái thời điểm này mình đã nhận được cũng hơn 20 cái đơn sắc thực cây C chỉ trong vòng một tiếng hồ trước đó. Thì chứng tỏ rằng là có cái Pioneer mà làm nhiệm vụ sắp thực cây C họ sẽ có cái lợi rất lớn, đó là họ góp phần nâng cao tốc độ tốc độ gọi là tốc độ cây uh, C giúp cho số lượng Billionaire được IC trên toàn thế giới nó sẽ tan. Hiện tại là tôi có 11,1 triệu người được IC, thì mình nhớ là hơn 11 triệu người được IC. Thì tháng tới số lượng người được IC nó sẽ tăng cao và điều đó giúp chúng ta tiến đến một giai đoạn mới hơn, đó là giai đoạn bi B-Alpha-Minus mở. Và giai đoạn này mình nghĩ nó sẽ sắp đến chỉ cần số lượng người billionaire được coi còn ai còn nhiều thì số lượng billionaire chuyển qua giai đoạn mainnet mở giai đoạn di chuyển mainnet nó sẽ tăng cao và khi nó tăng cao đến một nào đó thì đội ngũ bitcoin sẽ tính toán đến việc open mainnet mở đó là thông tin thứ hai rất là thú vị và thông tin cuối cùng của video này là nói về đầu ngũ bitcoin và cụ thể nó về cái twitter network của đồng hồ biểu đã là cái tờ chính thức của họ và họ đã cập nhật cái thông tin là danh sách kiểm tra mindset đã được tối ưu hóa. Nghĩa là sao? Tất cả các bước phụ thuộc vào binary đã được nhóm lệ trước đó trong danh sách cho phép hoàn thành suôn sẻ hơn và giảm thiểu tình trạng bỏ dở. Những người tiên phong hiện có thể hoàn thành tất cả các bước hành động trước khi phê duyệt KYC xem màn hình chính của ứng dụng để biết thêm. Thì cái tơ này nó nói thêm về cái vấn đề, nó nhắc lại về vấn đề mà chúng ta đề cập trong thời gian mấy ngày gần đây, đó là giai đoạn tối ưu hóa cái danh sách mainnet. Thông tin này nó xuất hiện trên màn hình chính ứng dụng đầu bay và nó cũng xuất hiện trong cái thông báo của Nicolas gửi đến toàn thể anh em Bionier của toàn thế giới. Và một lần nữa là đội ngũ của team, chúng ta thấy là họ rất là quan tâm và họ luôn luôn cập nhật thông tin nhanh chóng trên có thông những cái nơi mà uy tín của họ những nơi mà họ liên lạc với chúng ta đó là Twitter đó là màn hình chính ứng dụng đầu bay đó là thông báo của Nicolas và đó có thể là website của Bicotin thì qua đây chúng ta thấy được rằng là đội ngũ của team không bao giờ để cho chúng ta cảm giác là chúng ta đang bơ vơ mà họ đang muốn chúng ta hãy cố gắng hơn nữa trong việc đào bi và nằm nâng cao số lượng năng số lượng kcc số lượng KIC theo uh, tăng lên từng giờ từng ngày và họ đã công kết là tốc độ kc sẽ tăng lên gấp đôi và những Bionia đã là trở thành người xuất thật thì chúng ta cố gắng tích cực hoạt động để giúp cho những Bionia chưa được KIC hoặc chưa có nhận thông báo KIC. Chúng ta sẽ được KIC nhanh chóng. Và cái quan trọng hơn là chúng ta sẽ được di chuyển với MyNet sau khi đã được KIC. Đó là những thông tin quá thú vị. Như vậy mình đã giới thiệu cho mọi người những cái thông tin khá thú vị trong video này. Và trong video thì có những lúc mình uh, ngừng mình ngừng, à, tức là mình 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 ngừng nói chuyện, mình ngừng à, nói thì do mình có một chút công việc nên các bạn thông cảm. Vậy một lần nữa rất cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình trong buổi tối ngày hôm nay và rất mong mọi người ủng hộ video mình bằng những lượt like, những lượt subscribe, đăng ký kênh. Đặc biệt là hãy viết lên những cái nhận xét của bạn về video để mình có những uh, góp ý để làm những video tiếp theo hay hơn và hiện tại là mình đang chờ đợi cái mic Pro mới của mình và tin tưởng là mic này nó sẽ cho âm thanh chất lượng tốt hơn một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo Please like video and subscribe my YouTube channel Bina Quốc Niềm Đế Thank you very much Goodbye see you again Bye Average body Bodybuilder, work. Thank you.